Ít ai biết rằng khi Forrest mới tới Việt Nam, Huỳnh Văn Dũng đã từng thách đấu Forrest. Nếu như không có lệnh cấm từ Liên đoàn Võ thuật Bình Dương, có lẽ trận đấu giữa Huỳnh Văn Dũng và Forrest đã có thể diễn ra. Và biết đâu, Forrest sẽ giống như thanh niên bị Huỳnh Văn Dũng đấm gục ngất tại chỗ. Sau khi bày tỏ mong muốn được giao đấu với võ sư Pierre Forrest, võ sĩ Việt Nam Huỳnh Văn Dũng đã nhận lời cảnh cáo từ cấp lãnh đạo. Sau những ồn ào xung quanh việc giao đấu võ thuật của võ sư Pierre Forrest khi đến Việt Nam, võ sư Việt Nam Huỳnh Văn Dũng đã bày tỏ mong muốn được giao đấu võ thuật với võ sư Pierre Forrest. Tuy nhiên lời thách đấu của Huỳnh Văn Dũng không được đáp ứng, võ sư Pierre Forrest đã lên tiếng từ chối mọi lời giao đấu của các võ sư võ sĩ Việt Nam. Lý do ông Forrest từ chối bởi mục đích ông sang Việt Nam là được thỉnh giáo võ công của trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Ý đồ của ông Forrest cũng đã thất bại bởi võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt đã từ chối ông Forrest vào tháng 6 năm 2017. Đồng thời, võ sĩ Huỳnh Văn Dũng đã nhận lời cảnh cáo từ người phụ trách huấn luyện Muay Thái Kickboxing và võ cổ truyền của Bình Dương, ông Đỗ Nguyên Tùng. Báo Dinh dẫn lời ông Tùng cho biết, hôm nay chúng tôi vừa họp ban giám đốc, họ yêu cầu tôi phải coi lại chuyện em Dũng đòi thách đấu Forrest. Mình là người ăn lương nhà nước, mình không thể thích, thách ai thì thách. Lãnh đạo sợ người ta nói rằng Bình Dương ăn lương nhà nước rồi lại đấm đá lung tung là không được. Quan điểm của chúng tôi là vụ Forrest hết sức nhảm nhí, Bình Dương không dính vào chuyện này. Theo báo Dân Chí, những ngày qua không chỉ giới võ thuật trong nước mà một số trang mạng nước ngoài cũng không đánh giá cao những màn tỉ võ của võ sư Forrest với các võ sư Việt Nam. Theo họ, các trận đấu này không có quy định rõ ràng về đòn đánh, về thời điểm và hình thức tính thắng thua, cũng không có dụng cụ bảo hộ, nên các trận đấu võ này không khác gì kiểu đấu đường phố. Hiện tại giới võ thuật và cơ quan chức năng trong nước không ủng hộ các trận đấu này vì tính chất nguy hiểm mà trận đấu có thể mang lại. Tuy nhiên trong tháng 6 tới đây, Forrest sẽ giao đấu với võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng và trận đấu này nhiều khả năng có thể thành hiện thực. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng khẳng định rằng anh đã rất nương tay khi đấm ngất xỉu kẻ ngổ ngáo, nếu không chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày 26 tháng 3, võ sĩ huấn luyện viên Huỳnh Văn Dũng, người từng 7 năm liền là kiện tướng kickboxing quốc gia, đã lên mạng xã hội để chia sẻ đoạn clip về màn thượng đài của anh với một kẻ thách đấu vô danh. Trong đoạn clip này, Huỳnh Văn Dũng tung ra hai cú đấm, một cú trúng vùng bụng và một cú trúng mặt, khiến kẻ thách đấu bị ngất xỉu. Trao đổi với chúng tôi sáng 27 tháng 3, Huỳnh Văn Dũng đã trải lòng về việc anh bất đắc dĩ phải nhận lời thách đấu của đối thủ. Anh cũng khẳng định mình đã rất nương tay, nếu không mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn. Tôi và bạn ấy gặp nhau tại nhà của một người bạn cũng là học trò của tôi. Cậu thanh niên này từng tập luyện môn gì đó thì tôi cũng không rõ nữa, bởi trước đó chúng tôi chưa hề quen nhau. Dù biết tôi là võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi thách đấu. Cậu ấy còn chỉ mặt tôi rồi đập ly, đập chai, tùm lum. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại đòi thách đấu với tôi như vậy. Tay tôi đang bị gãy, và thú thật tôi cũng chẳng muốn hơn thua làm gì, nhưng vì cậu ấy ngổ ngáo, nên tôi mới quyết định đấu cho bỏ ghét. Tôi rủ cậu ấy bước lên sàn, sau khi cả hai cùng mang găng, tôi hỏi cậu ấy sẵn sàng chưa. Cậu ấy nói đã sẵn sàng và tôi liền ra đòn. Tôi biết việc chấp nhận lời thách đấu như vậy là rất nguy hiểm, bởi nếu có chấn thương nặng thì mọi chuyện sẽ phức tạp. Vì thế tôi chỉ đánh vừa tay để điều đó không xảy ra. Đúng là khi dính đòn cậu ta có bị ngất, nhưng vì lực đấm cũng vừa phải nên chỉ một lát sau thì cậu ấy tỉnh lại và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi còn rủ nhau đi nhậu như bạn bè. Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng tâm sự thêm rằng hiện giờ anh đã chuyển hoàn toàn sang công tác huấn luyện kể từ đầu năm 2017, nên anh không có ý định quay về võ đài để thi đấu nữa và cũng không muốn tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào hơn thua. Huỳnh Văn Dũng cũng tiết lộ nguyên nhân khiến anh bị gãy tay trái là do cách đây vài tuần anh đã gặp phải chấn thương khi chơi đá bóng, chứ không phải vì tập luyện kickboxing. Hiện tại dù vẫn đang bó bột, nhưng anh vẫn tập luyện võ thuật đều đặn hàng ngày và tham gia công tác huấn luyện như bình thường. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Khá tương tự, võ sĩ huấn luyện viên lừng danh môn Muay Kickboxing Huỳnh Văn Dũng cho rằng võ sư Vịnh Xuân không thể so sánh với trình độ của làng boxing. Kết quả này phản ánh đúng sự thật về sự chênh lệch chuyên môn giữa một võ sĩ boxing so với một võ sư Vịnh Xuân. Võ sĩ boxing họ tập luyện những đòn đấm rất thực tế và lực đấm của họ luôn rất mạnh,
Nhìn ở boxing thế giới như Mike Tyson chẳng hạn, dù có đánh một tay thì anh ta cũng hoàn toàn đủ sức khiến bất kỳ đối thủ nào phải knock out. Như ở trận đấu này, ông võ sư Vịnh Xuân quá yếu. Tôi cho rằng Vịnh Xuân chỉ là môn võ dưỡng sinh, chứ mang tính thực tế ít và sức chịu đòn của họ thường không cao. Với Quyền Anh, khi phải thi đấu trước họ, dù ngày nào tôi cũng tập luyện, chịu đựng đấm đá mà khi dính đòn của họ nhiều lúc tôi còn không chịu nổi, cũng là bị knock out, vậy nói gì đến các võ sĩ Vịnh Xuân, họ trúng đòn là bị đo ván ngay. Môn Quyền Anh họ di chuyển tránh né rất hay, dễ gì có thể đánh trúng họ. Hơn nữa kể cả có đánh trúng thì cũng khó khiến knock out đối thủ bởi họ có sức chịu đòn rất giỏi. Tôi nghĩ thường thì các võ sư Vịnh Xuân phát lực không mạnh và đòn đánh của họ chỉ khiến các võ sư Quyền Anh hơi đau chút thôi, chứ khó có thể knock out dù chỉ dùng tay không. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Sư phụ Đinh Hạo là người bị võ sĩ Quyền Anh một tay đánh bại. Báo Trung Quốc tiết lộ rằng người bị võ sĩ Quyền Anh một tay đánh bại chính là Dư Sương Hoa, sư phụ của Đinh Hạo. Ngay sau trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo, trên mạng xuất hiện một đoạn clip về cuộc tỉ thí giữa võ sĩ Quyền Anh một tay và một cao thủ võ truyền thống của Trung Quốc. Ngày hôm nay, sự thật về trận đấu trên đã được tiết lộ. Theo đó, danh tính của võ sĩ Quyền Anh được xác định là Hùng Trình Trình. Khá bất ngờ khi người bại trận chính là Dư Sương Hoa, sư phụ của Đinh Hạo. Dư Sương Hoa tự nhận là học trò của Hoàng Tuấn Lương, đệ tử của Đại Tông Sư Diệp Vấn. Dù vậy, thông tin này vẫn đang nhận được sự tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Dư Sương Hoa chỉ là kẻ mạo nhận. Ở trận đấu này, võ sĩ Hùng Trình Trình chỉ thi đấu bằng tay trái, nguyên nhân bởi anh đã bị gãy tay phải sau tai nạn cách đây 2 năm. Tuy nhiên, võ sĩ Quyền Anh vẫn quyết tâm tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp với tay trái. Dù vậy, Hùng Trình Trình vẫn xuất sắc đánh bại Dư Sương Hoa bằng hình thức tính điểm. Đáng chú ý ở trận đấu này là sư phụ của Đinh Hạo đã bị trừ điểm vì phạm luật, cố tình đánh vào gáy của đối thủ. Việc hai thầy trò Dư Sương Hoa và Đinh Hạo cùng nhận thất bại ảnh hưởng khá nhiều tới danh tiếng của phái Vịnh Xuân Quyền, vốn nổi tiếng trong làng võ học Trung Quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Khá tương tự, võ sĩ huấn luyện viên lừng danh môn Muay Kickboxing Huỳnh Văn Dũng cho rằng võ sư Vịnh Xuân không thể so sánh với trình độ của làng boxing. Kết quả này phản ánh đúng sự thật về sự chênh lệch chuyên môn giữa một võ sĩ boxing so với một võ sư Vịnh Xuân. Võ sĩ boxing họ tập luyện những đòn đấm rất thực tế và lực đấm của họ luôn rất mạnh. Nhìn ở boxing thế giới như Mike Tyson chẳng hạn, dù có đánh một tay thì anh ta cũng hoàn toàn đủ sức khiến bất kỳ đối thủ nào phải knock out. Như ở trận đấu này, ông võ sư Vịnh Xuân quá yếu. Tôi cho rằng Vịnh Xuân chỉ là môn võ dưỡng sinh, chứ mang tính thực tế ít và sức chịu đòn của họ thường không cao. Với Quyền Anh, khi phải thi đấu trước họ, dù ngày nào tôi cũng tập luyện, chịu đựng đấm đá mà khi dính đòn của họ nhiều lúc tôi còn không chịu nổi, cũng là bị knock out, vậy nói gì đến các võ sĩ Vịnh Xuân, họ trúng đòn là bị đo ván ngay. Môn Quyền Anh họ di chuyển tránh né rất hay, dễ gì có thể đánh trúng họ. Hơn nữa kể cả có đánh trúng thì cũng khó khiến knock out đối thủ bởi họ có sức chịu đòn rất giỏi. Tôi nghĩ thường thì các võ sư Vịnh Xuân phát lực không mạnh và đòn đánh của họ chỉ khiến các võ sư Quyền Anh hơi đau chút thôi, chứ khó có thể knock out dù chỉ dùng tay không. Các bạn hãy ngày 26 tháng 3, võ sĩ huấn luyện viên Huỳnh Văn Dũng, người từng 7 năm liền là kiện tướng kickboxing quốc gia, đã lên mạng xã hội để chia sẻ đoạn clip về màn thượng đài của anh với một kẻ thách đấu vô danh. Trong đoạn clip ngắn này, Huỳnh Văn Dũng đã tung ra hai cú đấm, một cú trúng vùng bụng và một cú trúng mặt, khiến kẻ thách đấu bị ngất xỉu. Trao đổi với chúng tôi sáng 27 tháng 3, Huỳnh Văn Dũng đã trải lòng về việc anh bất đắc dĩ phải nhận lời thách đấu của đối thủ. Anh cũng khẳng định mình đã rất nương tay, nếu không mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn. Tay đấm sinh năm 1988 cũng chia sẻ thêm quan điểm của mình về chuyện chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn phái Vịnh Xuân Nam Anh vừa gửi chiến thư thách đấu võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông của Trung Quốc vì lý do muốn lấy lại danh dự cho Vịnh Xuân và võ cổ truyền, đồng thời dạy cho Hiểu Đông một bài học về tính khiêm nhường. Tôi không bình luận về quyết định của chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn, tuy nhiên nếu xét ở góc độ chuyên môn thì tôi cho rằng anh Tuấn sẽ thua nếu thượng đài với Từ Hiểu Đông. Tôi cho rằng khi thượng đài, nếu muốn chiến thắng thì các võ sĩ phải biết người biết ta. Nếu như một tay đấm boxing, kickboxing hay Muay Thái thách đấu Từ Hiểu Đông thì tôi nghĩ ok.
Còn các môn võ khác thì theo tôi không nên thách đấu Từ Hiểu Đông. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip